Kính thưa quý khán giả, càng về cuối năm, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh hoạt động, chiêu thức không mới nhưng tinh vi hơn. Thậm chí là nghiên cứu kỹ về thông tin, quan hệ xã hội cũng như tâm lý của người bị hại, khiến nạn nhân bị cuốn vào câu chuyện và làm theo lời chỉ dẫn để chuyển tiền, cung cấp số tài khoản ngân hàng. Đây là nội dung chương trình Mắt Thần An Ninh của Truyền hình Hậu Giang kỳ này. Mời quý khán giả theo dõi để nhận diện rõ thủ đoạn, chiêu thức hoạt động của các đối tượng lừa đảo, tránh mất tiền oan uổng. Anh Hồ Trung Tính ở tỉnh Đồng Tháp nhận được nhiều cuộc gọi từ người xưng là cán bộ công an yêu cầu anh đi tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh của mình. Để chuẩn bị cho buổi tập huấn, anh phải mua một số tài liệu liên quan được gửi đến bằng đường bưu điện. Anh Tính gọi lại người bán tài liệu cho mình thì nhận được lời hứa sẽ mang giấy mời và hóa đơn xuống trong ngày. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, khi gọi lại lần nữa thì không liên lạc được. Một thủ đoạn khác là gửi tin nhắn SMS có gắn đường link website yêu cầu khai báo thông tin cá nhân. Khi nhấp vào đường link này sẽ dẫn tới trang web giả mạo có logo của ngân hàng và được yêu cầu nhập các thông tin xác minh danh tính và tài khoản ngân hàng điện tử. Trường hợp khách hàng thực hiện các bước theo yêu cầu, thông tin cá nhân rất có thể đã bị đánh cắp. Đối tượng lừa đảo sẽ dùng thông tin đó để chiếm đoạt tài khoản khách hàng. Tương tự với hai thủ đoạn vừa rồi, tin nhắn mà khách hàng nhận được có thể đến từ một ứng dụng trên mạng xã hội, giả danh người bán hàng, tổ chức xã hội, từ thiện để lừa đảo. Các ngân hàng khẳng định không bao giờ gửi đường link hoặc liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật dưới mọi hình thức. Vì vậy, các yêu cầu cung cấp thông tin đều là giả mạo, khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin khi nhận được các yêu cầu này. Một số ngân hàng cũng cho biết, gần đây liên tục nhận được phản hồi của khách hàng về việc một số đối tượng mạo danh nhân viên gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email hoặc đến tận nhà khách hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, thu phí làm hồ sơ vay hoặc mở thẻ tín dụng nhằm khai thác thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền của khách. Những đối tượng này còn đến tận nhà chào mời khách hàng vay tín chấp bằng cách mở thẻ và yêu cầu trả khoản phí 450.000 đồng để được hỗ trợ hồ sơ. Sau khi khách hàng đóng phí, các số điện thoại liên lạc trực tiếp đến khách hàng đều mất tín hiệu. Hay giả danh người nước ngoài làm quen qua mạng rồi yêu cầu người bị hại nộp các khoản phí để làm thủ tục nhận quà nước ngoài gửi về. Cuối năm cũng là thời điểm rộ cho vay qua mạng với lãi suất cắt cổ hơn cả tín dụng đen. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an cho biết tội phạm lừa đảo khai thác những điểm tâm lý tiêu cực của nạn nhân như lòng tham, hám của rẻ. Bên cạnh đó, nhiều nạn nhân bị mắc lừa trao tài sản cho kẻ xấu chỉ vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, nhất là mất cảnh giác trong bảo mật thông tin. Cuối năm cũng là thời điểm rộ hình thức cho vay qua mạng với lãi suất cắt cổ hơn cả tín dụng đen. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ để tránh sập bẫy. Dịch vụ MoneyCard giới thiệu cho vay với lãi suất tối thiểu là 12% và tối đa là 18,25%. Đưa ra ví dụ, nếu khách hàng vay 3 triệu đồng trong thời gian 90 ngày thì số tiền thanh toán tổng cộng là 4 triệu 306.000 đồng. Trong đó phí tư vấn là 585.000 đồng, phí dịch vụ 630.000 đồng và lãi suất là 91.500 đồng, tương đương 18% một năm. Năm ngoái, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi thông qua các app trực tuyến như Mo Loan, Vay Tốc Độ, Doctor App, Vi Đồng, Ơp Phần Vay, VT Đồng, Mua Vay. Trong đó điển hình như người vay lần đầu qua ứng dụng Mô Loan và VD Online được duyệt vay 1 triệu 500 ngàn đồng, nhưng thực tế chỉ được nhận 900 ngàn đồng. 600 ngàn đồng là tiền phí dịch vụ và tiền lãi trong 7 ngày. Sau 7 ngày, người vay phải trả tiền gốc vay là 1 triệu 500 ngàn đồng. Trả chậm một ngày sẽ bị phạt từ 2 đến 5% một ngày. Theo cơ quan công an, với hình thức cho vay như vậy, các đối tượng đã cho vay với lãi suất 4,4% một ngày, tương đương 30,8% một tuần, 132% một tháng và 1.600% một năm. Sau nhiều lần nhắc nợ, đến hạn mà người vay chậm trả, nhân viên thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại khủng bố tất cả người trong danh bạ điện thoại của người vay, gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhằm đe dọa thu hồi nợ. Lời mời gọi hấp dẫn về thủ tục đơn giản, thậm chí lãi suất bằng 0% nên rất nhiều người trở thành nạn nhân của dịch vụ này. Cho vay tiền qua app là một dạng tín dụng đen bằng công nghệ và đang lách luật để hoạt động với phương thức rất tinh vi. Thực chất đây là hoạt động cho vay lãi nặng.
Công an khuyến cáo người dân không nên vay tiền thông qua các dịch vụ được quảng cáo là vay nhanh, giải ngân trong ngày. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và đến trực tiếp trụ sở các ngân hàng để làm việc. Riêng đối với các hình thức lừa đảo khác, người dân cần hết sức tỉnh táo, trang bị cho mình kiến thức và cách phòng tránh, đề cao cảnh giác. Bởi đó là bức tường vững chắc, ngăn chặn hiệu quả nhất. Cảnh giác với các số điện thoại lạ, số giả có dấu cộng ở đầu số gọi đến yêu cầu xác minh thu thập thông tin tài khoản ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho người khác nếu chưa cần thiết. Nếu có người tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi đến thông báo yêu cầu cần điều tra thì đề nghị cho biết tên, địa chỉ, nơi làm việc để đến trực tiếp trao đổi, ghi nhận lại nội dung và báo ngay cho cơ quan công an. Tuyệt đối không giao tiền, chuyển tiền vào tài khoản người khác khi chưa biết rõ nội dung và người nhận tiền chuyển khoản. Cảnh giác cao trước những món quà tặng hoặc các kiểu nhờ nhận tiền, quà tặng giá trị từ nước ngoài gửi về, cung cấp dịch vụ việc làm qua mạng. Thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng ngày càng tinh vi, chỉ cần sơ hở, mất cảnh giác sẽ rất dễ sập bẫy. Người dùng nên nâng cao cảnh giác, phải kiểm tra kỹ trước khi làm theo yêu cầu hay chỉ dẫn của người khác, nhất là các cuộc điện thoại lạ. Khi nghi ngờ, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên mục hướng dẫn tố giác tội phạm của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an tại website bocongan.gov.vn hoặc mbs.gov.vn. Đến nay, mắt thần an ninh của truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.